băng rừng, vượt biển, lá chắn thép tuyến đầu chống dịch, đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền pháp luật. Nói chung riêng cái khâu gì tôi không nói, riêng cái khâu mà phòng chống dịch thì được phòng để tạm phòng mình là phải nói là số 1. Vững chắc biên giới, đối ngoại biên phòng tốt rồi, đẹp đẹp hết, không sao, không có gì đâu. Người lính biên cương chung sức xây dựng vùng phên dậu vững mạnh, an toàn. Lực lượng bộ đội biên phòng là bộ phận quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, không ngại đối mặt với khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc, nhất là trong thời cuộc dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, khó càng thêm khó. Với hơn 8.000 km đường biên giới đất liền và trên biển, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với các quân khu, quân chủng hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và cấp ủy chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện, siết chặt công tác kiểm soát tại vùng phên dậu Tổ quốc. Nhằm duy trì thực hiện nghiêm các chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, cảng biển, đường mòn lối mở. Tổ chức tuần tra kiểm soát, truy bắt và xử lý các vụ tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản, xử lý các vụ buôn bán, nhập cảnh trái phép bằng đường biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tài nguyên môi trường và an ninh trật tự trên biển. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để các đối tượng cơ hội chính trị phản động nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện các hành động phá hoại, khủng bố. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép. Dọc trên biên giới đất liền là hệ thống mốc quốc giới giữa Việt Nam và các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, trải dài trên những vị trí địa hình hiểm trở, có nơi treo leo trên đỉnh núi cao. Nhiều vị trí cột mốc phải hành quân ở trong rừng vài ngày mới đến được. Không quản ngày đêm, khắp các nẻo đường, ngà rừng, dốc núi, suối sâu đều có bước chân của các anh. Con đường chập trùng đầy gian nan thử thách đi qua là những hành trình thầm lặng để gìn giữ bình yên và gieo mầm cuộc sống mới nơi biên cương. Giây phút thiêng liêng nhất của hành trình dài là các cán bộ chiến sĩ đứng chào cột mốc nơi địa đầu của Tổ quốc, là những chỉ giới thực địa quan trọng góp phần tạo nên dáng hình đất nước. Dọc theo cánh rừng, dòng sông hay vùng biển đảo xa xôi, có người lính mang quân hàm xanh đứng đó là những đại diện cho cột mốc chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị an ninh biên giới thì an sinh xã hội giúp nhân dân phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, cùng chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi vùng biên cũng là nhiệm vụ hàng đầu. Chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cơ hội để thay đổi số phận khi được ăn no, mặc ấm, được cắp sách đến trường và đặc biệt là được sống trong tình yêu thương của những người lính biên phòng. Việc làm ý nghĩa của các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã tạo sự lan tỏa rộng khắp, từ đó huy động nhiều tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân cùng chung tay chăm sóc các mầm non tương lai của đất nước. Mô hình hũ gạo tình thương đã giúp nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới không bị thiếu ăn, đứt bữa. Quân với dân như cá với nước, ba bám, bốn cùng. Từ xây nhà, gặt lúa, đánh cá cho đến thu hoạch nông sản, bằng hành động thiết thực đã tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. Đi thì dân nhớ, mà ở thì dân thương. Lực lượng bộ đội biên phòng đã xác định vai trò quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật đầy đủ cho người dân vùng biên. Mỗi người dân vùng biên giới trở thành một chiến sĩ, là tai, là mắt, góp phần bảo vệ vững chắc vùng đất, biển đảo của Tổ quốc. Nhiều hình thức, mô hình tuyên truyền pháp luật được triển khai dựa trên thực tiễn tại mỗi địa phương. Báo cáo viên tuyên truyền, câu lạc bộ tư vấn pháp luật, sân khấu hóa, v.v. Đặc biệt, với mô hình tiếng loa biên phòng thực hiện hàng ngày, các anh đã len lỏi trên các đường làng, ngõ hẻm, nơi khu vực đông đúc để tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân. Đồng hành với ngư dân trên hành trình chinh phục biển cả, người lính biên phòng tuyến biển đã trở thành điểm tựa giúp ngư dân nắm chắc pháp luật, khai thác hải sản có trách nhiệm, vận dụng linh hoạt các hình thức như tuyên truyền tập trung, trực tiếp tại bến bãi, tại gia đình và tàu cá của ngư dân.
Đồng thời, các đơn vị lựa chọn những cán bộ làm công tác vận động quần chúng có kinh nghiệm, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp gặp gỡ thuyền trưởng, chủ phương tiện và thuyền viên để tuyên truyền các văn bản pháp luật, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hiệp ước, hiệp định về phân định vùng biển, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, v.v. Thiết lập vành đai thép trên tuyến đầu Tổ quốc. Từ đầu năm 2020 đến nay, 265 đồn biên phòng thuộc 25 bộ chỉ huy bộ đội biên phòng đã đấu tranh thành công 229 chuyên án, chủ trì, phối hợp bắt giữ 20.618 vụ trên 70.491 đối tượng, thu giữ 4,3 tấn ma túy các loại, tạm giữ hàng hóa trị giá khoảng 161 tỷ đồng. Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của chính phủ, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả tại khu vực biên giới cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, tăng cường lực lượng, triển khai và thường xuyên duy trì 1.944 tổ, chốt với 13.623 cán bộ chiến sĩ biên phòng ứng trực 24/24 giờ tại các đường mòn, lối mở biên giới, khu vực cửa sông, biển. Vành đai thép được thiết lập bằng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ của chiến sĩ biên phòng và các lực lượng khác, đã giúp phát hiện, xử lý trên 42.204 người nhập cảnh trái phép, khởi tố trên 200 vụ với gần 500 đối tượng đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép. Công tác cửa khẩu cũng được coi là một điểm sáng khi các đơn vị đã linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, cảng biển, đề xuất thay đổi dây chuyền kiểm soát, tổ chức phân luồng, làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần 4 triệu lượt người và trên 1 triệu lượt phương tiện. Áp dụng công nghệ kiểm soát hiện đại, đảm bảo người và hàng hóa được qua lại cửa khẩu thuận tiện, không để sót lọt người nhập cảnh không thực hiện phòng chống dịch. Mặc dù đại dịch COVID-19 đã tác động toàn diện đến kinh tế, xã hội, song với thực tiễn, công tác và tình đoàn kết, hữu nghị đã được vun đắp với các nước láng giềng trong suốt bao năm qua, hoạt động đối ngoại biên phòng vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở quan hệ hợp tác với 11 lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu của Trung Quốc, Lào, Campuchia, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai các mặt công tác theo đúng định hướng, chủ trương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, ngay sau khi dịch bệnh bùng phát, với tinh thần giúp bạn là giúp mình, năm 2020, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ lực lượng chức năng các nước láng giềng phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả lũ lụt, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới với tổng số tiền gần 27 tỷ đồng. Trong đó, Trung Quốc trên 3 tỷ đồng, Lào trên 10 tỷ đồng và Campuchia trên 13 tỷ đồng. Năm 2021, Bộ đội Biên phòng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ Campuchia và cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia trên 7,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí tự huy động của các đơn vị. Với phương châm đóng cửa biên giới, không chốt chặn tình người, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo cho phép Bộ đội Biên phòng các tỉnh lập các điểm trao đổi hàng hóa không tiếp xúc trực tiếp nhằm giải quyết nhu cầu cho nhân dân hai bên biên giới được mua bán, trao đổi các loại nhu yếu phẩm, thuốc men phục vụ cho đời sống thường ngày. Đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát 110.680 tài liệu hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch và quy định về xuất nhập cảnh cho nhân dân hai bên biên giới. Có thể thấy, từ những kết quả mà Bộ đội Biên phòng Việt Nam đạt được trong công tác đối ngoại biên phòng đã góp phần ổn định đất nước, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và các quốc gia láng giềng. Trải qua chặng đường gần 63 năm chiến đấu, phát triển và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với khẩu hiệu, đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, Bộ đội Biên phòng đã, đang và sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân vùng biên, luôn tỏ rõ bản chất của một đội quân cách mạng, xứng đáng là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Tiếp tục đồng cam cộng khổ, đoàn kết một lòng gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Nhằm đánh dấu sự phối hợp giữa Báo Pháp luật Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong nhiều năm qua,
và hướng tới kỷ niệm chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2021, 32 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, ngày 22 tháng 12 năm 1989, ngày 22 tháng 12 năm 2021. Báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện chuyên đề Người lính biên cương. Ngay khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư được kiểm soát, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam đã có mặt tại biên phòng các tỉnh từ miền núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dù hành trình thực hiện chuyên đề gặp nhiều gian nan, khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ và phối hợp hết mình của biên phòng các tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam đã khắc họa rõ nét nhất chân dung người lính Cụ Hồ qua chuyên đề Người lính biên cương.